Xuân Tuấn Du Lịch xin chào tất cả các bạn nhé. Thì hôm nay Xuân Tuấn Du Lịch giới thiệu với các bạn về một cái đặc sản của huyện Lập Thạch, quê mình. Đó chính là cái đặc sản là đất đấy ạ. Đất có nghĩa là ở đây ở Lập Thạch này thì có cái tục ăn đất các bạn ạ. Thì hiện nay là mình đang đi vào cái mỏ đất. Đó, mỏ đất để nơi mà các cụ, các bà, các cô thường lấy về để ăn đấy. Đó. Thì cái mỏ đất ở Lập Thạch này ấy, thì cũng khá nổi tiếng rồi, rất nhiều kênh, rất nhiều đài báo thì đã viết. Hôm nay thì nó rất gần nhà Xuân Tuấn. Rất nhiều bạn bè hỏi là Xuân Tuấn ấy làm một cái chương trình về cái mỏ đất đó đi. Thì hôm nay Xuân Tuấn, thứ bảy Xuân Tuấn được nghỉ nên là Xuân Tuấn sẽ dẫn mọi người đi khám phá cũng như đi trải nghiệm, và nếu mà bạn nào thích thì Xuân Tuấn cũng sẽ gửi một ít đất cho các bạn ăn, đúng không ạ? Thì đây là cái vị trí mà có cái mỏ đất đấy. Thế tuy nhiên thì không phải là tuy nhiên là không phải là cái vỉa đất nào cũng ăn được đâu các bạn ạ. Có vỉa đất xương, có vỉa đất nạc, có vỉa đất thịt, thì thường thường là sẽ tìm những cái vỉa đất thịt thì mình sẽ mang một cái cây này đi, giống như con dao để mình sẽ đào. Thế thì theo như cái các nhà nghiên cứu về địa chất ấy, thì người ta nghiên cứu thấy rằng là ở Lập Thạch này ấy, thì nó được kiến tạo trên một cái nền đất, quá trình kiến tạo địa chất cách đây khoảng hơn 200 triệu năm rồi. Và cái vỉa đất này, chính bản chất của nó chính là cái vỉa khoáng các bạn ạ. Đấy, vỉa khoáng thì nó gồm canxi, sắt, nhôm, đồng, rất nhiều các cái khoáng khác rất quan trọng đối với đời sống con người. Đó. Thế thì khi tại sao mà các bà, các mẹ và các chị ấy thì thường là rất thích ăn, đặc biệt là khi người ta gọi là khi mà trở dạ, khi mà có bầu ấy thì thường là rất thèm cái đất này. À đây, mình tìm được một cái vỉa của nó đây rồi. Đây rồi các bạn ơi. Sau một hồi tìm kiếm thì mình tìm được cái vỉa này rồi. À, vỉa này nhưng mà phải đào rất là khó các bạn ạ. Đào. Phải đào thì không phải là cái vỉa nào cũng có thể lấy ra để ăn được đâu các bạn ạ. Đó. Thì cái nền đất này ấy, là nó hình thành, người ta thì bảo là đất nhưng bản thực sự nó là cái, thực sự ra nó chính là cái vỉa khoáng đấy các bạn ạ. Đây. Đấy, vỉa khoáng này. Đấy, vỉa khoáng. Đó, đất thì rất mềm các bạn ạ. Khi mà cho vào lưỡi ấy, thì nó cảm giác nó rít lưỡi mình lại. Đấy, cái hàm lượng khoáng nó rất cao. Thế thì chính vì thế nên là các bà có bầu hay các bà, các mẹ mình ăn cái này ở quê mình ăn rất nhiều. Ăn đến lúc mình lớn rồi, bà nhà mình, cụ mình, thậm chí mẹ mình ngày xưa có bầu mình, các bà cũng ăn mà, và bán đem ra chợ bán. Lấy cái đất này mang ra chợ bán như để làm quà, làm kẹo ấy. Đó, thì hôm nay các mình sẽ, đây các bạn ơi. Đây, các bạn thấy không ạ? Đó, nó rất mềm thôi các bạn ạ. Đấy. Rất mềm thôi, nó không phải là như đất cao lanh đâu ạ. Nó rất mềm. Thì cái những cái miếng này thì người ta phải về người ta chọn. Đấy, người ta chọn, người ta cạo bỏ những cái asean hoặc là cạo bỏ những cái gì sắt này đi này. Đấy, người ta ăn. Rồi mình sẽ ăn thử cho các bạn một chút. Ngày xưa thì lúc mẹ mình mua về và bà mình mang về, mình cũng đã được ăn nhiều lần rồi. Cái vỉa đất này thì nó ở ngay cạnh nhà mình thôi. Khá là ngon các bạn. Nó không tanh. Rất ngon, nếu bạn nào muốn thì mình cũng có thể gửi cho các bạn làm quà. Ăn nó như là bánh quy các bạn ạ. Ăn nó gần như bánh quy ấy.
rất là ngon và nó cung cấp rất nhiều muối khoáng, đặc biệt là trong cái giai đoạn đói kém ngày xưa ấy. Thì mọi người cũng ăn cái này để tạo cảm giác no bụng ấy. Ở quê mình nghèo lắm, ngày xưa đất Lập Thạch người ta bảo mở cửa thấy đồi, mở nồi thấy sắn mà. Thế nhưng mà cũng trời phú cho là có một cái mỏ đất, mỏ quạ đất khoáng như này. Thế nên là hiện nay thì mặc dù ít người ăn nhưng mà mình thấy bạn bè mọi người lại bắt đầu quan tâm đến mỏ đất này. Đó. Và hiện nay thì chỉ còn các bà già ấy. Các bà già thì vẫn ăn, và ở đây thì mọi người vẫn đi khai thác những cái này để những cái đất này này để đem bán, đặt hàng đem bán lên tận Hà Giang, Tuyên Quang ấy, trên đấy mọi người vẫn đặt hàng nhiều lắm. Về đây đào, ngọ đào khai thác những cái giếng ấy. Đấy, đây là phải có được cái vỉa của nó các bạn ạ. Phải vào cái vỉa của nó thì mới ăn được. Đó. Rất mềm, và cái khoáng của nó khi mình ăn rưỡi mình ẩm mà mình cho cái viên này khô vào, nó rút như kiểu nó rít lưỡi mình lại. Đấy. Hôm nay mình tận mắt mình sẽ giới thiệu các bạn cái mỏ đất khoáng này, cái phong tục ăn đất. Thì cái phong tục ăn đất của người vùng quê mình thì theo tương truyền của các cụ ấy thì là có từ thời Hùng Vương các bạn ạ. Thời đấy thì mọi người ở đây quê mình đã biết, các cụ tổ đã biết ăn, tìm đất này để ăn rồi. Đấy. Thứ nhất là một cái mà rất hay là tổ tiên đã phát hiện ra cái mỏ đất này để ăn. Đây các bạn thấy không? Mặc dù như này nhưng mà cái vỉa nó có các vỉa các bạn ạ. Đây nó có màu đen như này này. Là phải cạo hết cái màu đen này lên. Thế thì khi bây giờ nếu mà ăn cái đất không này thì nó không có mùi vị quá ngon đâu. Nhưng nếu mà cái miếng đất này mà về các bạn lấy lá sim hay lá ổi hay là lấy cây tế quật ấy, các bạn cho một ít rơm khô và các bạn hun ở phía dưới, xong cái khói nó bốc lên ấy, nó ám vào cái những cái viên đất như này, viên đá như này ấy, thì là nó ăn nó rất thơm, rất ngon. Mà nhiều người nếu mà ăn lâu là nghiện cái mùi nó luôn ấy. Đấy. Đấy, ví dụ như này là họ, những viên như này là họ sẽ về họ, mọi người các bà các mẹ mình là sẽ phải gọt nó, tạo nó ra những cái viên vừa phải như này, như cái bánh quy á, như bánh quy để mình ăn. Đấy. Thì hiện nay cái mỏ đất ở đây thì không còn nhiều các bạn ạ. Đấy, cũng phải biết cái chỗ tìm ấy, chú biết chỗ tìm thì nó theo vỉa mà các bạn. Có những chỗ người ta đào, người ta phải đào như cái giếng ấy. Đấy, nó chạy theo vỉa này. Chứ không phải cứ đào chỗ nào lên có cái đất này ăn được đâu. Đấy, mình rất hy vọng là cái khu vực mỏ đất này ấy sẽ được xây dựng thành cái điểm du lịch tham quan trải nghiệm về đất ấy. Vì mình thấy rất là hay, mà mình thấy mình là hướng dẫn viên, mình dẫn rất nhiều các cái đoàn khách đi thì những cái trải nghiệm như này rất là quý giá. Đó, thì ngay ở cạnh nhà mình thôi, cách nhà mình có hơn 800-900 mét thôi, nó có cái mỏ đất như này mà bản thân mình trải nghiệm, mọi người trải nghiệm rất nhiều, ăn các cụ ăn mà bây giờ mọi người quan tâm á, thì hôm nay mình nghĩ là mình nên quảng bá thông qua kênh YouTube của mình, thì mình nên quảng bá đến mọi người để mọi người biết. Và nếu mà rảnh thì mọi người có thể dịp Tết hoặc là lúc nào đấy mọi người có thể đến đây để trải nghiệm, để ăn thử cái vị này. Và hiện nay thì các nhà nghiên cứu thì người ta đã phát hiện là trong đất này không có chất độc gì đâu các bạn ạ. Không có chất độc đâu. Ăn được. Ăn rất tốt. Đó, thì hiện nay thì mình đang làm cái kênh YouTube về ẩm thực, trải nghiệm về du lịch ấy. Thì các bạn xem thì mong các bạn sẽ bấm đăng ký, like, share và chia sẻ giúp mình nhé. Để mình có thêm cái động lực, cái năng lượng để mình làm những cái chương trình hay hơn cho các bạn. Và khi mà các bạn bấm đăng ký ấy, thì là những Xuân Tuấn làm những cái video mới ấy, thì các bạn sẽ
nhận được đầu tiên và các bạn sẽ được xem. Đó. Đây các bạn thấy không ạ? Đây nó sẽ ăn theo cái vỉa này. Đây. Đó. Các bạn thấy không? Đây cái vỉa. Đấy nó phải ăn theo cái vỉa này các bạn ạ, phải cái màu trắng trắng này này. Đấy, mình thấy là đất ở đây thì nó mặc dù nó là dạng đá nhưng mà nó là khoáng nên là mình bẻ bóp bóp nhẹ cái là nó sẽ vỡ. Nhưng nó không phải vỡ vụn đâu các bạn, nó vỡ thành những cái miếng nhỏ hơn thôi. Đấy. Ăn thì rất ngon. Muốn cái mùi vị của nó thơm ngon ấy thì các bà các mẹ ở đây thì thường là phải lấy lá ổi, lá sim và lá mua, thì tùy có người thích thích ăn mùi vị hun với lá ổi, có người thì lại thích ăn mùi vị hun với lá sim, có người thì thích ăn hun với lá mua, nên là nó tạo thành như kiểu các món bánh khác nhau ấy các bạn ạ. Khi mà hun với các lá, những mấy cái lá đấy khác nhau thì sẽ tạo thành cái mùi vị cũng khác nhau. Đó, mùi vị cũng rất là khác nhau nên là mỗi người bà bầu thì lại ăn mùi vị kiểu khác, mà bà già thì ăn kiểu khác, mà thanh niên ấy. Mình nhớ là hồi mình đi theo các cô các chú Tết ấy, đến nhà các cô các chú ấy thì thường là Tết thì được có một cái đĩa bánh gọi là bánh đất này này các bạn. Đấy. Nói ra thì các bạn ở Việt Nam hay là các bạn ở trên YouTube thì không tin mình, nhưng mà đây. Đấy. Mình vừa đào lúc nãy đây, nó ra một cái vỉa đá đây. Đấy. Đây mình ăn hẳn một cái cục to này cho các bạn xem. Cục to này thì nó hơi to, mình ăn hơi bé rồi. Rất mềm. Đây mình bóp nhẹ cái là nó vỡ làm đôi thôi. Đấy, các bạn thấy không? Đó. Nếu mà hun qua khói nó khô lên nữa thì nó có độ giòn bùi. Đấy, nó không tanh đâu các bạn, không tanh như đất mà bảo mọi người kia đâu. Mọi người ở những nơi khác, ví dụ như mọi người bảo ở Hà Giang hay đâu cũng có đất ăn ấy, nhưng mà thấy mọi người có kinh nghiệm ấy ăn thì bảo là nó hơi tanh. Đấy, nó phải theo vỉa các bạn nhé. Ví dụ như đất này không ăn được này. Đấy, các bạn thấy không? Đất này không ăn được đâu nhá. Đấy, đất này vừa cứng ăn gãy răng luôn đấy nhá. Đấy, nó chỉ có cái vỉa đây các bạn này. Đấy, cái vỉa nó ăn dài từ đây vào, ăn sâu ở trong lòng núi này. Đấy. Đấy. Trong cái vỉa này thì nó cũng có phần nạc và phần xương. Các cụ nói là đất, phần nạc và phần xương. Cái phần màu trắng này nó chính là phần nạc này các bạn này. Đấy, thì thường là khi mà bán thì họ cũng sẽ bán được giá hơn. Đấy, giá cao hơn và mọi người lựa như thế này để ăn. Đấy. Sắp tới thì Xuân Tuấn sẽ làm rất nhiều các cái điểm du lịch nổi tiếng. Đấy. Hy vọng là mình sẽ cung cấp cho các bạn những cái trải nghiệm, và trong cái kênh của mình sắp tới mình sẽ cung cấp cho các bạn những cái địa điểm du lịch trải nghiệm dịp Tết Nguyên Đán này sẽ rất là hay, chụp ảnh check kênh cũng như tìm hiểu văn hóa lịch sử cũng như khám phá về động vật thực vật ấy. Thì các bạn hãy mau chóng đăng ký kênh ủng hộ mình và like share chia sẻ. Đấy, các bạn nhìn thấy cái mạch khoáng của nó đây không ạ? Đấy, mạch khoáng của nó đây. Đấy. Đấy, bên này có mạch khoáng các bạn nhé. Đây cái vị trí mình đang chỉ tay đây này có mạch khoáng này. Nhưng mà sang bên kia thì không ăn được, đất ấy không ăn được. Đây nó chỉ chạy ra. Đây nó chạy từ mạch đấy, nó chạy từ đây. Đấy nên là nhiều nơi là phải đào như sâu như cái giếng ấy, các bạn. Đấy. Nhiều nơi phải đào sâu như cái giếng ấy, thì mới có đấy các bạn. Là phải thợ. Ở đây các bác thợ là đào đất chuyên nghiệp rồi các bạn. Các bác nhìn thấy đấy các bạn không biết được. Đấy.
Nên là tôi thấy là rất nhiều bạn quan tâm đến cái việc ăn đất, và chính vì mình thấy cái việc nó ăn đất ở quê mình nó rất bình thường ấy, nhưng mà trên mạng, rồi trên mạng xã hội, trên YouTube, rồi cứ đi đến các nơi, mình đi du lịch các nơi, mình nói đến là ở Lập Thạch, Sông Lô ấy, thì mọi người đầu tiên mọi người đều hỏi là ở đấy có tục ăn đất đúng không. Mình bảo vâng đúng rồi, ăn đất quê em ăn đất rất bình thường. Thế là chứng tỏ là mỗi nơi mỗi quê nó có một cái phong tục và nó có một cái nét văn hóa rất là đặc sắc, rất là hay. Thì hôm nay Xuân Tuấn cũng đã dành chút thời gian để lên cái mỏ đất này chia sẻ với các bạn, rồi các bạn biết thêm về cái tục ăn đất của người dân Vĩnh Phúc nói chung, và đặc biệt là người dân Lập Thạch. Thì mỏ đất này nó nằm ngay ở chỗ thị trấn Xuân Hòa thôi các bạn ạ, thì cách nhà mình khoảng chưa đầy cây số. Ngày xưa mình cũng đi lên đây chăn trâu, cắt cỏ, chăn bò, hái sim ăn suốt mà. Được các bà các mẹ thì đi chợ về thì các bà các mẹ mua đấy. Mẹ có bầu em thì thường là đi thèm đất này thì bố lại đi mua cho. Đi chợ mua ngày xưa thì cứ mấy hào, 5 hào ấy thì được các cụ ngày xưa gói vào lá chuối đấy các bạn. Gói vào lá chuối khô ấy, không có đấy đâu, không có túi ni lông đâu, thì gói vào đấy thì về ăn thì cũng không 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 ra không, không gọi là phải ăn dè đấy các bạn ạ. Ăn thèm lắm, ăn này, cái này ngon cực, nếu uống các bạn ăn này uống với nước chè xanh ấy các bạn ạ. Ngon lắm. Ăn nó như bánh quy ấy, ăn nó vừa bùi vừa thơm vừa ngon. Đây chẳng qua là mình ăn trực tiếp ở đây thì nó không được như là các bà các mẹ hun rơm, hun hun với lá sim lá mua ấy. Thì lá sim lá mua thì cũng lấy ngay trên đồi này thôi. Đấy, lấy một nắm về xong hun cho vào cái rổ hoặc là cho vào cái giá ấy, hun khói nó bốc lên ấy. Đảo đi đảo lại thì nó ám khói đấy, ủi ăn ngon lắm. Thì nếu mà bạn nào mà muốn mình gửi cho một ít thì các bạn liên hệ với mình nhé. Xuân Tuấn du lịch thì các bạn mình sẽ làm quà, mình sẽ gửi cho các bạn, mình sẽ làm đó, mình sẽ làm đảm bảo là sẽ rất ngon. Không ngờ cái tục ăn đất của Vĩnh Phúc mình, ở Lập Thạch mình nó lại được rất nhiều mọi người quan tâm. Đây còn có một vỉa nữa các bạn này. Thì đất ở đây nó cũng có miếng nạc miếng xương, các cụ nói như các lời các cụ nói ấy, miếng nạc miếng xương ấy. Thì là nếu mà những cái miếng đất nạc thì bán giá nó cao hơn thì ăn nó ngon hơn mà. Đó. Thì nếu mà các bạn thích chương trình này thì chương trình sau mình sẽ làm một cái chương trình là mình sẽ lên đây mình đào về, mình sẽ hun lá sim đã mua cho các bạn xem, nếu các bạn phản hồi, nếu mà thích thì các bạn phản hồi cho mình. Còn nếu mà các bạn muốn mua mình tự tay mình làm, hoặc nhờ mẹ mình làm, hoặc nhờ bà nội mình làm, hay là cụ nội mình làm, hay là các bà các cô trong xóm làm ấy, thì liên hệ với mình theo số điện thoại là 0383, mình xem có ai đăng lên, thì liên hệ với mình số điện thoại là 0383 167 027, thì mình điện 0383 167 027 nhé các bạn nhé. Để Xuân Tuấn du lịch ấy, thì mình sẽ nhờ các bà các cô làm cho thơm ngon để gửi đến các bạn trên cả nước, cũng như là kể cả nước ngoài. Nếu mà các bạn mà xem cái chương trình này mà thích thì mà muốn trải nghiệm mà ăn thử thì mình cũng có thể chia sẻ với các bạn, hoặc là các bạn muốn đích thân mà đến trải nghiệm, mà vừa đến đây để trải nghiệm, để nhìn thấy cái mỏ đất này, rồi được ăn này, được chế biến mảnh cái đất này, thì các bạn nên liên hệ với Xuân Tuấn du lịch qua số điện thoại 0383 167 027. Để Xuân Tuấn sẽ làm một tour du lịch đến đây để trải nghiệm luôn về ẩm thực văn hóa của người Lập Thạch, và cũng như là cái tục ăn đất, văn hóa ăn đất của người Lập Thạch. Xin
Chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nếu các bạn thấy video mình hay thì các bạn hãy bấm like, share, đăng ký, chia sẻ giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn đã bớt chút thời gian theo dõi.